Hướng dẫn tập viết chữ Y. Để có thể tập viết đúng và đẹp thì chúng ta phải có tư thế ngồi viết và cách cầm bút thật đúng đấy. Chúng ta thấy bạn gái ở trong bức tranh này đã có cách cầm bút và ngồi học đúng chưa nào? À, chúng ta thấy lưng bạn thì cong, mặt và mắt thì cúi sát với vở. Như vậy là tư thế ngồi học chưa đúng đâu. Vậy, như thế nào là một tư thế ngồi học đúng? Thứ nhất, tư thế ngồi viết phải thoải mái, không được gò bó. Thứ hai, khoảng cách từ mắt đến vở là 25-30cm. Thứ ba, cột sống luôn ở tư thế thẳng đứng, vuông góc với mặt ghế ngồi. Thứ tư, hai chân thoải mái, không chân co, chân duỗi. Thứ năm, hai tay phải đặt đúng điểm tựa quy định. Và thứ sáu, ánh sáng phải đủ độ và thuận chiều từ bên trái sang. Nếu các con ngồi đúng tư thế và cầm bút đúng, các con sẽ viết bài rất đẹp đấy. Tập viết chữ Y. Các con hãy quan sát cách viết chữ Y nào. Để viết được chữ Y, các con lưu ý cầm bút bằng tay phải và bằng ba đầu ngón tay. Các con đặt bút vào dấu chấm đỏ, viết nét xiên phải trước. Sau đó chúng ta sẽ viết nét móc ngược. Rồi nhấc bút, viết dấu Y. Bài học đến đây là hết rồi. Các con hãy đăng ký kênh Thư viện Mầm Non và đón xem các video tiếp theo hướng dẫn tập tô chữ cái nhé!